Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa kiến nghị Bộ Công an và Bộ Giao thông nghiên cứu quy định chế tài xử phạt người đội mũ bảo hiểm giảm nhái. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, người tiêu dùng chưa ý thức được tầm quan trọng trong việc chọn mua và sử dụng mũ bảo hiểm đạt chất lượng khi tham gia giao thông. Nhiều người mua và đội các loại mũ giả kém chất lượng hoặc mũ không phải bảo hiểm với chi phí thấp để đối phó với lực lượng chức năng. Trong thời gian qua, lực lượng, lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phạt hơn 1 tỷ đồng và tịch thu tiêu hủy 58.788 mũ bảo hiểm các loại với trị giá hàng hóa gần 3 tỷ đồng. Dù đã mạnh tay xử lý, nhưng theo Ủy ban Nhân dân thành phố, việc sản xuất mũ bảo hiểm giả kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều hình thức và thủ đoạn hết sức tinh vi. Từ trước đến nay, cảnh sát giao thông chỉ xử phạt người không đội mũ bảo hiểm và đội mũ bảo hiểm không cài quay. Còn quy định chế tài cụ thể về xử lý các trường hợp đội mũ không phải là mũ bảo hiểm vẫn chưa có.